Và quý bà cô bác thân mến, vào tuần sau thì chủ nhật là ngày 18 tháng 8 2024 thì Phương Dừa sẽ phát sóng tập 1 của Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 vào lúc 20 giờ. Kính mong quý bà ông bác mình đón xem và ủng hộ. Và tiếp theo chương trình thì Khương Dừa xin được phép giới thiệu đến quý bà con bác một giọng hát của một bạn ca sĩ chuyển giới, bạn Lê Duy. Bà ông bác cho một bạn phòng một tràng tay thật lớn ạ. Dạ, lời nói đầu tiên cho Lê Duy xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú, anh chị và các em, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Xin cảm ơn rất là nhiều. Lê Duy cũng xem chương trình ở đây rất là nhiều rồi, nhưng mà không nghĩ rằng là có một ngày nào đó mình được đứng trên sân khấu này để hát cho quý vị nghe. Và để liên tục chương trình thì mời tất cả quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Ngày Còn Anh. Cảm ơn quý vị. Lê Duy rất là xúc động khi mà được tất cả các anh chị và các em cũng như cô chú ở đây thương và tặng rất là nhiều hoa. Cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn rất là nhiều. Và tiếp theo đây là một bài hát. Trước khi Lê Duy hát bài này, Lê Duy có một đôi lời tâm sự với tất cả quý vị. Duy đã sống thật với giới tính của mình, đã hoàn thành ước mơ, ước nguyện và một cái sự khao khát của mình là Lê Duy được chuyển giới. Năm 2007 là Duy đã trở thành một cô gái năm 2007, và trong gia đình của Lê Duy thì có một em trai, một người em trai Úc, là em ấy cũng là nhạc công, đánh trống rất là hay. Và khi mà Lê Duy chuyển giới về thì em ấy đã thương và đã đồng cảm với Duy, cho nên em ấy đã sáng tác một bài hát dành riêng cho Duy, dành riêng cho Duy. Nhưng mà Duy nghĩ rằng là cái bài hát này, trong cái lời văn, trong cái câu chuyện thì ở đâu đó có rất nhiều, rất nhiều những bạn trong cộng đồng LGBT cùng một hoàn cảnh như vậy. Cho nên là khi mà Lê Duy đã thu âm và đã quay MV bài đó, và Lê Duy được rất là đông đảo các bạn trong cộng đồng LGBT ủng hộ. Và bây giờ Lê Duy muốn hát cho tất cả quý vị nghe một bài hát của nhạc sĩ Lê Tính, là em ruột của Lê Duy đó, với tựa đề là Hai Giới Tính Một Cuộc Đời. Mời tất cả quý vị cùng nghe ạ. Đời mẹ nói tôi xinh tươi, ánh mắt mẹ vui, mẹ ngắm tôi mỉm cười, bảo rằng con ơi, con xinh quá bé ơi, con mau lớn lên người, con lấy vợ để mẹ vui. Đời đâu ai ngờ và biết trước tương lai, biết trước ngày mai sẽ đắng cay trăm chiều. Cuộc đời gieo neo gây oan trái duyên tình, đâu ai hiểu cho mình, ôi kiếp người mang nhiều khổ đau. Thời gian thảm thó tôi qua, tôi bước vào đời mang nặng mỗi tâm tư. Mẹ lo ngày tôi rời xa xứ, ngày tôi rời quê cũ, tôi đi tìm một nửa đời tôi. Hôm nay ngày vô quy đã tới, nhưng đâu phải cho người mà là chính cho tôi. Hôm nay tôi không là chủ dê, tay
không cầm dính lên mà lại mặc áo dài. Mẹ ơi xin tha thứ cho con, xin hãy xót thương con vì con nào có lỗi. Nào ai đâu ai muốn như con, mang đau khổ như con, xa nhà xa lánh người thân. Trời cao gieo người trai người gái, gieo ngọt đắng chua cay, còn tôi thì không hay. Cầu mong cho nhân thế mai sau không chê trách thân tôi, không xa lánh với tôi, mà hãy hiểu cho phần tôi. Dạ em cảm ơn anh. Thời gian thấm thoát qua mau, khi tôi bước vào đời mang nặng mỗi tâm tư. Mẹ lo ngày tôi rời xa xứ, ngày tôi rời quê cũ, tôi đi tìm một nửa đời tôi. Hôm nay ngày vô quy đã tới, nhưng đâu phải cho người mà là chính cho tôi. Hôm nay tôi không là chú rể, tay không cầm sinh lễ mà lại mặc áo dài. Mẹ ơi xin tha thứ cho con, xin hãy xót thương con vì con nào có lỗi. Nào ai đâu ai muốn như con, mang đau khổ như con, xa nhà xa lánh người thân. Trời cao gieo người trai người gái, gieo ngọt đắng chua cay, còn tôi thì không thấy. Cầu mong cho nhân thế mai sau không chê trách thân tôi, không xa lánh với tôi, mà hãy hiểu cho phần tôi. Cầu mong cho ai giống như tôi, không mang kiếp đơn côi, luôn luôn sống yêu đời và tìm đưa ba bên vui. Dạ em cảm ơn. Em cảm ơn em Lê Duy cảm ơn, rất là cảm ơn tất cả các tình cảm quý vị dành cho Lê Duy. Quý vị có muốn nghe nữa không ạ? Có muốn nghe nữa không ạ? Dạ, lâu lâu có dịp về đây thì chắc chắn là Lê Duy sẽ hát thêm một bài nữa cho quý vị nghe. Và tiếp tới đây là một bài hát cũng rất là nổi tiếng của cố nhạc sĩ Lam Phương với tựa đề Duyên Kiếp. Không thành thì sao, non cao đất rộng biết đâu mà tìm.
đường đời mịt mờ vặn néo về đâu. Mong chờ duyên kiếp đưa lối bắt con. Anh ơi nhắc lại phút xưa ngày ấy, trên đê vắng người lúc tan chờ chiều. Ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quen, má em ưng hồng vì quá thèm thuồng. Anh ơi nhớ chẳng thuở ấy, những khi nắng chiều xuống dẫn em về trên quãng đường xa. Gặp nhau dù không dám cười, nhìn nhau nhìn nhau mà lòng vẫn vui. Anh ơi phải chăng đến khi chiều ấy, đôi tim ước mộng bấy lâu thành lời. Dù rằng đường đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Nhắc lại phút xưa gặp nhau, trên đê vắng người lúc tan chờ chiều. Ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quen, má em ưng hồng vì quá thèm thuồng. Anh ơi nhớ chẳng thuở ấy, mỗi khi nắng chiều xuống dẫn em về trên quãng đường xa. Gặp nhau dù không dám cười, nhìn nhau mà lòng vẫn vui. Anh ơi phải chăng đến khi chiều ấy, đôi tim ước mong bấy lâu thành lời. Dù rằng đường đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Sang đường đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Cảm ơn. Dạ, dạ, xin cảm ơn rất là nhiều của quý bạn bác dành cho ca sĩ Lê Duy ạ. Cảm ơn hai chị. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. À, Lê Duy rất là cảm ơn tất cả tấm chân tình của tất cả quý vị trong đêm nay đã dành cho Lê Duy rất là nhiều. Một lần nữa là Lê Duy xin chúc cho tất cả các quý vị có mặt trong đêm nay luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, luôn luôn lúc nào cũng nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống ạ. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn ca sĩ Lê Duy rất là nhiều. Một lần nữa Lê Duy xin cảm ơn rất là nhiều. Lê Duy thật là nhiều sức khỏe nha, hẹn gặp lại.
Dạ. Một đêm nhạc với rất nhiều cảm xúc bà con bác. Dạ, cảm ơn bác rất nhiều. Quý bà con bác thân mến, trong tuần vừa rồi thì Khương Dừa có ra mắt hai sản phẩm mới, và Khương Dừa có làm một cái phòng để phủ bạc cho quý bà con bác mà lớn tuổi có tóc bạc, cho nên là quý bà con bác mà tuần sau mình có đi xem đêm nhạc, mình tranh thủ tới sớm, ở đây có mấy cái bạn nhân viên phủ bạc miễn phí cho quý bà con bác nha. Dạ, cảm ơn bà con bác rất nhiều. Có nhiều anh chị vỗ tay. Dạ, tới sớm á thì Khương Dừa chia cái ca ra rồi phủ. Dạ, còn sẵn giới thiệu sản phẩm mới. Dạ, nếu được thì cũng hy vọng được quý bà con bác yêu thương ủng hộ. Ơi, cảm ơn cô nhiều nha, cô đã mua dầu gội phủ bạc và cô về cô sử dụng thử ha. Dạ, một xíu nữa con cũng sẽ có những cái phần quà để phủ bạc với lại tinh dầu răng miệng để tặng cho quý bà con cô bác. Dạ rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một giọng hát. Dạ, cuối trong đêm nhạc ngày hôm nay, mời bà con bác cho một tràng pháo tay thật lớn với sự xuất hiện của nghệ sĩ Bình Tinh. Để cùng tắt nhau về nhà cô dâu cô, còn ai trời chờ nữa không ai, còn ai dằn vò nữa không ai, cười hay theo em men lối ăn đàn, ta thoát cơn mê cùng dắt Dạ cảm ơn. Dạ con cảm ơn chú. Dạ cảm ơn bà con cô bác, rất cảm ơn cô cưng. Dạ ui, dạ chơi đi anh. Dạ. Dạ các anh ơi, có cơ hội mình làm việc rồi. Dạ. Cho anh xin không thuộc thì cứ lắng. Dạ. Anh ơi, anh tên gì vậy anh? Tên Tuấn. Dạ anh Tuấn. Anh Tuấn ở Việt Nam hả? Không, ở nước ngoài. Anh Tuấn ở đâu ạ? Ở Đức. Bởi vì nghi lắm. Trời, lên nói chuyện là tôi biết không phải Việt Nam rồi, Việt Kiều. Trời đất ơi là trời. Xin chào tất cả mọi người trong đêm nhạc hôm nay. Dạ, và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức bài hát được mang tên Thà Trắng Thà Đen với tiếng hát của Bình Tinh và Bình Đức, đến từ Đức ạ. Dạ, đến từ dạ, năm ngoái là em có qua Đức rồi. Dạ rồi. Nếu mà được sale có dịp thì cho anh mời đến. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều. Không hề trách tội em đâu, duyên tình không tròn xa nhau nào, em cũng như anh sướng vui được gì. Anh ra đây đứng nói chuyện với em rồi nói đi. Tại vì tròn tình duyên ấy còn anh đi.
cưới vợ, em thì đi lấy chồng chứ không em. Anh không nói được đâu. Anh nói cái gì? Anh muốn nói gì? Anh muốn nói lắm nhưng mà không có thuộc hết. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Tại vì không có chuẩn bị. Nếu chuẩn bị thì xin tình không tròn xa nhau là giang diêu chi thêm đường đau tôi chẳng thà tôi em vì trọn tên duyên mới còn anh đi cưới vợ là chôn tình trong khi đời sẽ đổi thay và người yêu bên lòng chỉ mối duyên hơn duyên tình không vẹn xa nhau là chẳng thà thương tình đôi em về em chọn tình duyên mới tình không thương xin đừng lụy có gì mà ngại đâu chẳng còn gì mà xin tình tình không thương xin đừng cảm ơn quý vị và em xin cảm ơn anh rất là cảm ơn anh trai rất là nhiều ạ. Dạ lần đầu tiên anh lên sông ca với Bình Tinh mà cũng chưa có được tập vợt cho nên là anh như vậy là quá trời rồi. Bây giờ anh có muốn hát một bài để tặng cho bà con cô bác không, một mình anh hát thôi không có? Dạ cho một tràng pháo tay được không quý vị? Dạ cũng nhưng mà hát bài thôi tạ đời. Dạ và sau đây xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức một bài hát được mang tên Tạ Đời với phần biểu diễn của nam ca sĩ Bình Đức. Xin cảm ơn quý vị. Tự nhiên nó quên mất cái lời nhạc. Đen đen anh. Lời quên mất cái lời nhạc. Đo tạ cõi tạm gì á. Cuộc đời đã cho tôi trên cõi tạm lầm, trời ta cho tôi lòng tháng trong kiếp người, cho nhạc lại đi ạ. À. Nhạc hát lại quên lời. Dạ quý bà con bác cũng thông cảm ha, đây là một cái phần trình diễn ngẫu hứng. Dạ. Dạ giữa Bình Tinh với anh trai. Dạ mong anh cho anh một tràng pháo tay ạ. À. Anh không anh run quá anh không thuộc lời. Cố lên anh. Xin đã tha cuộc đời vì đã cho tôi trên cõi tạm làm vì đời cho tôi lầm than trong kiếp người vui đôi trăm sớm chiều đi vào phận đời
Phương cũng quý vị rất là nhiều. Tại vì mình không có chuẩn bị gì hết, cho nên cũng không có. Xin đã tha bạn bè, người đã tặng ta những chén rượu sâu đây, người đã tặng ta cuộc vui trong mắt mọi, lời yêu ngọt thổi đêm về tận sáng nghe tình nhau. Thôi xin một lần thôi, tôi xin một lần thôi, người đừng rung lắm phải không anh? Rung lắm phải không? Nhưng mà rất hạnh phúc phải không? Dạ, lần đầu tiên làm chuyện đó luôn ạ. Cũng lần đầu tiên trên Hội Quán ở Sao Miệt Vườn mà có một khán giả mà lên hát xong ca rồi hát điên luôn á. Dạ, chúc anh sức khỏe nha. Cảm ơn anh trai nhiều.